hai họ thân mến hôm nay đến đông đủ thế này để cùng tham dự với buổi tiệc cưới trọng đại của chú rể là Kevin và cô dâu là Phương Khanh. Lời đầu tiên xin được thay mặt cho cô dâu chú rể và gia đình hai họ để cũng xin được kính gửi đến toàn thể quý khách lời kính chào thân ái và lời chúc dồi dào sức khỏe. Xin trân trọng kính chào. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Tuan Le. I'm so happy to be here. It's just because today I see a lot of lovely, beautiful people to come here to celebrate the big day of Kevin and Phuong Khanh and the families of both sides. On behalf of the two families and the newlyweds, I'd like to send the greatest welcoming to our guests of honor, families and friends. Thank you and welcome everyone! Dạ kính thưa toàn thể quý khách thân mến, trước khi mà toàn thể quý khách cùng với lê thú cái đây nữa mà ăn gặp mặt đẹp đẽ như thế này để cùng đến đây chung vui cái ngày vui của Kevin và Phương Khanh cùng gia đình hai họ, thì trong ngày hôm nay đã diễn ra ba là họ Hồ và họ Nguyễn trong ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Well, ladies and gentlemen, I just announced the very special reason for all of us to be here today. And I'm not going to go into the detail, but there were three ceremonies that took place today before we arrived at this beautiful venue. Okay? Today's member of the groom, Kevin, this is the paternal grandmother. Xin mời bà nội của chú rể lên đây với con đây. Bà nội mệt rồi hả? Grandma is tired? No, she's fine. She looks very strong and healthy, right? Bây giờ cho một tràng vỗ tay đến cho bà nội có tinh thần, bà nội đi lên chưa? Yes, yes, bà nội. Bà nội đứng lên ghế mà bà nội nghe tràng vỗ tay cái bà nội cười tươi luôn. Yes, Mr. Tom Ho, and this is one win. Xin được trân trọng đón chào và chúc mừng đến cho ba đẹp với chú rể và gia đình. Xin mời đứng qua bên đây giùm con. Kính thưa quý khách, thành viên tiếp theo trong gia đình của chú rể hôm nay trong đoàn phụ cưới đó là Eric Ho, là em của chú rể, cho nên sẽ giới thiệu lên sau. The next family member of Kevin, the groom, is Eric Ho, and he's in the bridal party. So line up for your bridal party! Let us welcome groomsman Ryan walking in with bridesmaid Megan! Welcome guys! Thank you very much for being here with us today. Stay right there. And now, groomsman Eric, who is also the younger brother of the groom that I mentioned to you earlier, walking in with bridesmaid Amanda! Hey, Eric, thank you so much for your help. It's wonderful to have you and stay right here with the family. Và chúng ta cùng nhau đón chào đôi lễ phụ và dâu phụ tiếp theo, groomsman Andy walking in with bridesmaid V. V, you're so strong. You do whatever you can do to congratulate and welcome our gorgeous bride and handsome groom, Phuong Khanh Nguyen.
thứ hai và 100 năm hạnh phúc thật là tuyệt vời khi mà quý vị muốn rẽ tiến lên lễ đài mà quý vị đã dành những tràng vỗ tay rất là nhiệt để đón chào hai bạn trong phần tiến lên lễ đài vừa qua. Thank you very much for your kindness, for making a lot of noise to welcome the bride and the groom as they make that grand entrance. How are you feeling? Happy, right? Everyone here is very happy for you. Are you? Hi, yes. Xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Và trong không khí long trọng thế này, Lê Tuấn xin được giới thiệu đến quý vị những thành viên của gia đình chú rể và cô dâu có mặt trong ngày hôm nay. Nhưng mà vì quý vị cũng thấy không gian trên đây có hạn, cho nên Lê Tuấn xin giới thiệu, mời quý vị đứng lên tại bàn khi mà nghe tên của mình. As you can see, the space up here is very limited, and I will acknowledge the family members of Kevin and Fukun, and we'd like to ask for you to stand up at your tables when you hear your name. Thank you very much. Gia đình hai bác của chú rể là hai bác Duyệt Hương và hai con là Amanda và Ryan. Xin mời đứng lên tại bàn cho. From Florida, welcome. Thank you. Oh, Mẫn và Dự Vân đến từ California. Wow. Oh, Vân và Dự Hùng cũng đến tham dự trong ngày hôm nay. Auntie and Uncle Vân and Hùng, welcome. Wow, Uncle Vân from Alabama. Wow, welcome. Chú Thím Văn Ti cũng đến từ Alabama. Gia đình cậu vợ Quang Phượng cũng đến tham dự trong ngày vui hôm nay. Cậu được mở thi đến từ California. Dì Quý đến từ Seattle. Dì Dương Thảo Ái đến từ Georgia. Dì Hạnh đến từ California. Dì Linh đến từ Houston, Texas. Gia đình anh Hóa và chị Hà đến từ Georgia. Gia đình anh Thanh và chị Trang đến từ Quebec. Quebec. Is this Quebec, Canada? Wow, amazing. Gia đình anh Minh và chị Diệu đến từ Georgia. Em Tuệ là em chú bác của chú rể đến từ Alabama. Vợ chồng Thương và Danny là em cô cậu của chú rể đến từ Pennsylvania. Gia đình chú Năm đến từ Maryland. Anh chị Hùng Mạnh là bạn của mẹ chú rể đến từ Washington DC. Wow, amazing. You have so many family members and relatives travel far, far away to come here to your wedding today. Amazing. Let's find out about the relatives of the bride. Where they're coming from, huh? We'll find out. Bà Thím Toàn của cô dâu đến từ Atlanta, Georgia. Cũng có cái vừa đó. Yes, that's right. Hai bác Kim Trúc và các anh là Calvin, Keith và Kevin cũng có mặt trong ngày vui hôm nay. Xin mời đứng lên tại bàn cho. Cô bốn công của cô dâu đến từ Boston. Yes, Boston, yes. You know, it takes a lot to drive here. Of course, I'm from Boston too, yes. Cậu Phụng đến từ Boston. Hai bác Yến Hà và các con cháu đến từ Long. Cô Dượng Hương Thật và các con cháu cũng đến từ Long. Cô Thanh cũng là mẹ đỡ đầu của cô dâu đến từ Long. Hai bác Trung Dung đến từ Springfield. All right, check this out. Bác Đức đến từ Orlando, Florida. Bác Đức. Hình như bây giờ đình cô dâu vỗ tay lớn lên rồi phải. Dì Phương Anh, bạn của mẹ cô dâu đến từ Utah. Dì Trang, bạn của mẹ cô dâu đến từ California.
và gia đình các cô chú bác cậu gì hiện đang ở phương xa không đến tham dự được, nhưng gửi lời chúc mừng đến cho Kevin và Phương Khanh cùng với gia đình hai họ trong ngày hôm nay. Một lần nữa Lê Tuấn xin được thưa quý vị rằng nếu quý vị nào không có nghe tên đó thì cũng thông cảm cho gia đình nhà trai nhà gái. Xin trân trọng đón chào toàn thể quý khách và toàn thể những người bà con gia đình hai họ đến tham dự trong ngày vui hôm nay. Ngày bánh bánh nhớ ngoài đôi thân đâu ơi, anh yêu em như đang được tin mắt thương gì. Tôi chịu anh đi em sẽ được rất nhiều. Đời không đắn đo em cần đi phải lo. Vì mình thương nhau nên nhớ ta không lại nói thân tôi. Anh thấy vui hơn khi hai gia đình mình nghĩa tình. Tình con có gần một nơi đâu xa thế. Trong những phương thế hai đứa về bờ bên nhau. Riêng em nên lấy chồng. Nhiều ngần ấy năm trôi, nhợt nhạt đôi môi. Giờ thì đắp màu tình lên ngôi. This is a test of your mental. I know you can do it. Ready? Yeah. Yo. One. Okay. Ready? Yeah. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Đó là tiếng hát của Tuyết Phượng, và Tuyết Phượng sẽ tự giới thiệu bài hát của mình. Chúng mình cho một tràng vỗ tay đón chào Tuyết Phượng. Wow! Professional! Come on! Right! Cái nhà lá vườn, cái nhà lá vườn. Chùa vườn nó nằm nhiều lắm. Surprise you with a good song. Cảm ơn anh Tấn. Thank you so much. Hello everyone, how are you doing tonight? Thì để giúp chương trình hôm nay thì Tuyết Phượng xin gửi đến cho cô dâu của chú rể một nhạc phẩm rất dễ thương. Để nghe nhạc phẩm Lâu Đài Tình Ái, xin tặng cho cô dâu của chú rể hôm nay ạ. Đến chân nào tới, đợi chiều và hôn lên tay. Để một lần không ra lời mãi, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Tình tú trời cao, thẳng vương nhà sáng. Khai lễ đăng quang. Hãy subscribe.
bây giờ tháng mấy sáng tác của tôi cuối cùng? Bây giờ tháng mấy? Chuyện tình này chưa hề lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối. Vì lâu đài mong tên tình ai, đón hai đứa chúng ta mà thôi. As they start building their family together from this day on. Look at that. Now that cake looks delicious. It looks delicious. Look at that, watch them. They're gonna feed each other with a cake. We wanna see that. Kevin is very generous. He's feeding her with a bigger piece. Yes. We can tell that he's taking a good care of her. He's taking a good care of her. Good man, yeah. Excellent. So, you fed each other with a cake out to the kitchen. You also just give each other a kiss this right now, right? So can we see another one? A good one. A good, long, hot kiss. Can we see that again? Very nice one. Lovely. So that is good. Just in case that you want to say something, so Kevin Kruger, you want to say anything tonight? At this moment is very special. If you want to say something, here's the time. You have your friends, you have your brother right here, and you have your lovely guests and everybody in the family. It's really up to you. You don't have to, you know, but if you would like to say something, feel free to say. Yeah, yeah. They say, do it, Kevin. Do it, Kevin. Do it. What happened without all you guys? I just want to say thank you for being here and celebrating this with us. Oh, wow. See? That is very meaningful, Kevin. Lovely. Excellent. Thank you very much. And can we have a volunteer move this table aside? Because I am going to have you see something very, very wonderful happen very, very next part right now. Can you help move this table right there? Yeah. That was him, Philip, William, and a fucking kid. Okay, you got a real nice. He's in the house. But he's in the house now. We were looking for him earlier, but now he is. Lần thứ xin thân ái kính chào mọi người mặt phục của mình. Chúc cho cô dâu chú rể cho năm hạnh phúc, nhiều may mắn và sức khỏe. Anh nắm lấy tay anh. Quan trọng mà, đó là không phải phụ nữ rồi,
em ta xanh đôi, hạnh phúc non cười. Chỉ mong thế thôi, đến từng cuối cùng, từng giây phút trôi, ánh mắt dài ngày, cầm tay bước đi, tiếng yêu cất lời. Và anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình để rồi. Một sáng mai khi thức dậy, anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu anh, xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi chặt tới cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì đôi ta cũng sẽ không xa. Ai ra xin lô nha. Và anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình để rồi. Một sớm mai khi thức dậy, anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu anh, xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi chạm tay cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì đôi ta cũng sẽ không xa rồi. Here we go. Mọi người no chưa? No rồi ra nhảy cho nó xíu ăn tiếp. Nắm tay nhau thật chặt, sáng tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi chọn tay cứ con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu anh, xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi chọn tay cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì đôi ta cũng sẽ không xa rồi. Happy wedding! Và anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình để rồi. Một sớm mai khi thức dậy, anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi chọn tới cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu ơi, xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi chọn tới cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì đôi ta cũng sẽ không xa rồi. Thì đôi ta cũng sẽ không xa rồi. Đừng xa nhé.
thì đời ta cũng sẽ không xa rồi. Kevin Cut, yeah. Cấp liền với tưởng. Từ ngày hai đứa yêu nhau một ước thật nhiều. Từ ngày hai đứa yêu nhau một ước bao nhiêu. Mong và hai đứa có chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp liều tình. Đời mình đẹp mãi có em và anh. Đời mình đẹp mãi dưới túp liều xinh. Rồi mình đi kiếm lưu xem để ghét làm mạnh. Rồi mình sinh hốt chung sinh chồng hết chung quanh. Ngoài vòng hoa cúc hoa mai nào khác chi tranh. Bác mai mình ngắm màu hoa, đêm đêm mình ngắm chi hằng. Dù nghe cuộc sống vẫn thêm hào hoa. Đời mình đẹp quá có ai bằng ta con ta. Cứ liều nghĩ cùng bố anh và thuộc. Đâu đâu nào anh. Cứ liều lý tưởng của anh và thuộc. Cũng liều lý tưởng đó ta xây bằng xương bằng tình. Có mai mà yêu bằng mình khi ta đứng nhìn một đàn con xinh. Rồi mình đi kiếm lưu xem đến kết làm mạnh. Rồi mình sinh khắp chúng sinh trong hết chung quanh. Ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi tranh. Bác mai mình ngắm màu hoa, đêm đêm mình ngắm chi hằng. Rồi ngày cuộc sống vẫn thêm hào hoa. Đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Khoai bằng ta. Lúc liều lý tưởng hôm nay nha. Một nhà nhỏ nhỏ thôi, 300 khách, 300 người. Here we go. Lúc liều lý tưởng của anh và của em. Đâu đâu nào em ơi. Tưởng của anh và của em. Nếu ý tưởng đó ta say bằng xuôi bằng tình. Không ai mà yêu bằng mình khi ta đứng nhìn một đàn con xê. Tình mình không chắc khách mua hạnh phúc bằng tiền. Vì tình chưa chắc đang cho cuộc sống như tiền. Tình nghèo hai đứa mơ chỉ bấy nhiêu thôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp liều tình. Đời mình đẹp mãi có em và anh. Đời mình đẹp mãi dưới túp liều xinh. Rồi mình đi kiếm nơi trên để kết làm mạnh. Rồi mình sinh khóc chung sinh trong hết chung quanh. Ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi tranh. Bác mai mình ngắm màu hoa, đêm đêm mình ngắm chi hằng. Dù nghe cuộc sống vẫn thêm hào hoa. Đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Túp liều lý tưởng của anh và của em. Túp liều lý tưởng của anh và của em. Túp liều lý tưởng đó ta xây bằng xuyên bằng tình. Không ai mà yêu bằng mình khi ta đứng nhìn. Túp liều lý tưởng. The single ladies are running up. Come on up and join the party. Have some fun. Wow, your friends are gonna come up. Cô vô sẽ thấy cái bông hoa này đi qua hôm nay bạn nào sẽ là người may mắn để bắt được cái bông hoa này. Yeah. Tay này. Đưa tay đây, cầm tay đây cái coi. Come here, come down here. Yes, right here. Cô dâu đứng đây ha. Cô dâu đứng đây. Bây giờ các bạn gái qua bên đây giùm đây. Ah, you stay right here. Yeah, you stay right there. She's gonna throw this way, eh? Hey, we'll find out. Who are you gonna catch this one? Yeah, better, better, better. Wow, look at that. Có người muốn lấy chồng. Có người muốn lấy chồng. Yeah. Cho nên người ta đứng sẵn ở trên đó. Người ta muốn chụp được hoa. Wow, con kìa, cô dâu con kìa đông người lắm. Các bạn đông lắm.
Alright. So bây giờ đếm 1, 2, 3 nha. Đúng 1, 2, 3 cô dâu thảy ra. Bây giờ Daddy né làm cái đi. Daddy né làm cái đi. Muốn lấy chồng rồi. Người ta muốn lấy chồng. Ok, bây giờ đếm nè, bây giờ đếm nè. Trời ơi, con gái hồi nay nó muốn, con gái hồi nay muốn lấy chồng rồi. Nó muốn chụp con chồng. 2 and a half 3.
Xin mời anh làm Diệu Hương ra sàn nhảy. Bởi vì tiếp theo đây sẽ là một nhạc điệu nhạc phẩm cha cha, ok? Mà Philip Lee sẽ lên đây. Yeah, yes. Philip sẽ lên đây hát cho chúng ta một nhạc phẩm lời tỏ tình dễ thương, giống như là anh chị đã tỏ tình với con dâu rồi cả 100 năm trước vậy đó. Right? So, ok, come on out. Yeah. Come on, dance âm thanh với Diệu Hương. Yes. Yeah. Xin mời quý khách cùng ra sàn nhảy với một nhạc phẩm tiếp theo. Ca bữa đây nha. Okay, mời mọi người ra sân nhảy nha. We are having a good time. Captain, where are you? Yay! Đó là chú rể number one. Yeah, here we go, chú rể con dâu. Vô giữa luôn. Yes. I'm number one. Yeah, yeah. Anh sẽ yêu mãi thôi, yêu em nằm say suốt đời. Anh number one đẹp trai dễ thương và có đẹp trai luôn đó, quá đẹp luôn. Gặp nhau đêm nay mà giết những bao lâu tình yêu đôi ta đã trao. Mình yêu nhau đi đừng anh chị em ơi. Yeah.
Bừng lên dòng sông nước
trên vui nước mê say. Đôi con tim cũng xin nào chơi. Nhớ nhé em đêm nay, quên cùng trong những ngày. Chót cao hát xa bay. Đôi con tim cũng xin nào chơi. Nhưng chẳng khuyên cho bạn đâu. Ánh mắt em say trong một phần. Và tình đơn ta như muôn bài thơ. Nghe hồn chơi bơi người hoa. Nào cùng vui lên nhé. Thoát sáng cho tình yêu. Đến với nhau đêm nay. Vì người cùng trong nước người. Yeah 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 yeah. Dám cho thật thơ. Hát lên em ơi. Khúc ca nóng say tình vời. Khúc ca nóng say tình vời. Khúc ca nóng say tình nói có bấy nhiêu người.